Nguyễn Thành Tài để giảm nhiệt thủ thiêm. Bài viết của tác giả Phạm Nhật Bình được đăng trên trang trên trên mới. Lại thêm một con chốt thí được đưa lên bàn mổ để minh chứng cho thiện chí giải quyết của chính quyền Thành Hồ trong vụ án cướp đất thủ thiêm. Ngày 8 tháng 12, Nguyễn Thành Tài, cựu phó chủ tịch thường trực ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh từ 2011 đến 2015, đã bị khởi tố và bắt tạm giam người ta còn nhớ trong buổi tiếp xúc dân oan thủ thiêm vào ngày 18 tháng 10 của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Nguyễn Thành Phong. Chính quyền thành phố đã hứa chắc như đinh đóng cột rằng sẽ nghiêm túc thực hiện kết luận của thanh tra chính phủ sẽ hoàn tất việc xử lý các đơn vị cá nhân liên quan trước ngày 30 tháng 11 năm 2018. Không ít người tỏ ra nghi ngờ với lời hứa hẹn ấy vì trong quá khứ, thành phố đã hứa quá nhiều lần với dân oan. Hứa để rồi sau đó mang công an, dân phòng, an ninh chìm nổi tới cưỡng chế đập phá nhà của họ một cách không nương tay. Thế rồi đúng như lịch thông báo, đến cuối tháng 11, thay vì thực hiện lời hứa ngày 18 tháng 10, chính quyền thành phố đã lờ đi việc họ phải công bố tội phạm vụ án thủ thiêm, cũng như kế hoạch đền bù cho các nạn nhân. Đến hẹn nhưng không thấy ai là người chịu trách nhiệm chính trong vụ cướp đất kéo dài trên 20 năm này. Mà trên báo chí chỉ thấy hai anh Nguyễn Thành Tài cựu phó chủ tịch thường trực thành phố Hồ Chí Minh và bí thư quận 2 Nguyễn Hoài Nam bị bắt và bị khởi tố về vụ lem nhem khu đất vàng 8 và 12 đường Lê Duẩn cùng với hai cán bộ cấp dưới. Theo đó Nguyễn Thành Tài trong thời gian nắm quyền phó chủ tịch đã hành động như một ông lớn toàn quyền. Báo chí phanh phui rằng Tài đã giao đất công không qua đấu giá, chấp thuận cho doanh nghiệp không đủ năng lực tài chính vẫn được tham gia thực hiện dự án hoặc cho tham gia dự án sai với quy định. Anh Tài làm theo lệnh ai nếu không phải là từ người đứng đầu hệ thống đảng lúc ấy? Đó là những cái tội mà ngày nay báo mới dám khui ra do được bật đèn xanh từ phía cơ quan điều tra. Trước đó, một cựu phó chủ tịch khác là Nguyễn Hữu Tín cũng bị bắt giam do so liên quan đến dự án khu đất 246 đường Hai Bà Trưng và 15 đường thi sách mà Vũ Nhôm đóng một vai trò quan trọng trong vụ án. Thì ra đất đai bao giờ cũng là nguồn cảm hứng hành động lớn lao cho cán bộ cộng sản lãnh đạo biết đếm đô la Mỹ. Cả hai vụ bắt bứ trong giới quan chức thành hồ này, tuy ban đầu có gây chấn động nhưng lại không dính dáng gì đến vụ thủ thiêm. Vốn là vấn đề gây nhức nhối đối với dân oan thủ thiêm. Họ đang chờ đợi lời hứa của chính quyền được thực hiện để có thể yên tâm giải quyết đời sống trong dịp tết cổ truyền sắp đến. Cả hai tín và tài đều bị quy trách nhiệm làm sai nguyên tắc cố ý làm trái, cho thuê đất công nhằm để mấy tay đại gia hưởng lợi sau đó cùng nhau chia chác phần trăm tiền lợi quả. Theo báo chí thì Nguyễn Thành Tài đã đem khu đất vàng 8 và 12 Lê Duẩn trước năm 1975 là tài sản của công ty Esso Estin cho một số công ty thuê với sự hợp tác của Bộ Công Thương. Nhưng do không biết làm ăn và chỉ thấy cái lợi trước mắt nên chỉ cho sang lại để kiếm tiền hoa hồng còn dự án khách sạn 5 sao ban đầu trở thành dự án trên bàn giấy. Nhưng cũng như những tên sâu mọt khác trong đảng và chính quyền, Nguyễn Thành Tài qua báo chí phỏng vấn trước khi bị tóm cổ, cũng thanh minh thanh nga một cách lố bịch rằng không có điều gì tinh khôi 100%. Cho đến thời điểm này, tôi cũng tự hào mình không tư túi, không có một đồng một các bạc nào để mình bị chi phối. Cũng có thể cho là Phó Chủ tịch Nguyễn Thành Tài nói thật, vì khi lãnh đạo tư túi thì phải bạc triệu đô la, chứ tư túi một đồng hay một các bạc chi cho uổng cái uy danh đạo đức liêm khiết của cán bộ cộng sản hiện nay chưa có dự án nào được khai triển ở khu đất đó và năm ngàn mét vuông trị giá gần hai ngàn tỷ đồng đang là một bãi giữ xe sự hoang phí tài sản công cho thấy năng lực quản lý của cán bộ cầm quyền chỉ là con số 0. nay sau khi xử vụ tướng công an chứa bạc lấy sâu lò cũng ông trọng hướng về nam nên mấy anh này bị chiếu cố và dính chấu tuy nhiên qua vụ bắt anh tín và anh tài cũng cho thấy là anh trọng ra tay rất bài bản và thấy rõ có phần nương tay cho lê thanh hải thứ nhất bắt giam khởi tố tài và tín thì quá dễ dàng vì đó chỉ là hai con tép riêu hay nói khác đi nó chỉ là hai khúc củi mục nhưng nó lại có tác dụng làm cho dư luận trong thời gian này không chú ý gì đến vụ thủ thiêm đang lên cơn sốt mà chỉ chú ý đến hai con chốt thí của cựu bí thư thành ủy lê thanh hải và chính Hải mới là thủ phạm chính gây ra nỗi đau khổ cho gần 20.000 dân oan thủ thiêm trong suốt một thời gian dài mà chưa bị đụng đến. Thứ hai, ông Trọng có thể sẽ cho các giới chức thành hồ đền bù nhẹ nhàng vụ thủ thiêm để sàn mặt lên Thanh Hải vì Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã nắm hết tội lỗi của Hải và đồng bọn. Thông điệp của Trọng đưa ra là nếu Hải biết tội thì phải công tác giúp Trọng giữ yên phía Nam, không được quậy phá. Thời gian này, phe Trọng muốn ổn định Giang Sơn trong hai năm tới và có thể cho 5 năm tới sau so đại hội đảng lần thứ 13. Nói tóm lại, lần lượt bắt Nguyễn Hiệu Tín rồi Nguyễn Thành Tài chỉ là dụng kế man thiên quá hải, tức là lừa trời qua biển của tôn tử. Ở đây là để lừa gạt người dân một lần nữa. Rõ ràng là ông Trọng lợi dụng thiên hạ chú tâm vào vụ đất vàng ở Thành Hồ để làm yên vụ thủ thiêm, qua đó bắt chẹt Lê Thanh Hải phải phò phe trọng trong thời gian tới đồng thời cũng buộc phải nhả ra số tài sản khổng lồ mà Hải và đồng bọn đã thu vén được bằng hành động cướp đoạt đất đai của nhân dân qua dự án khu đô thị mới Thủ Thiêm. Triều Đình Hai Nhật, bài viết được đăng trên trang Facebook Mai Bá Kiếm. Hôm qua, Trương Huy San viết bài danh sách của anh Hai kể chuyện năm 2001 khi Hai Nhật tức là Lê Thanh Hải thay ông Võ Viết Thanh. Bí thư Nguyễn Minh Chiết bị bệnh và cũng không mặn mà thiết lập quyền lực ở nơi mà ông ta biết mình chỉ là một trạm rừng. Lê Thanh Hải củng cố nhân sự những người được chọn tạm gọi là danh sách của Lê Thanh Hải. Tôi thấy danh sách của anh hai cũng giống triều đình Hai Nhật. Ngày 18 tháng 5 năm 2001, Lê Thanh Hải được bầu làm chủ tịch và phải làm việc với năm phó của ông võ viết thanh là Nguyễn thiện nhân, Vũ Hồng Việt tức là Bảy Việt, Mai Quốc Bình, Huỳnh Thị Nhân và Nguyễn Thành Tài tức Tư Huy. Trong năm người chỉ có Tư Huy là đệ ruột của Hai Nhật vì hồi làm phó chủ tịch thường trực. Anh Hai đã kéo Tư Huy từ chủ tịch quận 4 lên phó rồi tránh văn phòng ủy ban nhân dân thành phố. Việc đầu tiên Hai Nhật đưa Nguyễn Văn Đua từ bí thư quận 3 chuyên bắt bi ôm sang làm trưởng ban quản lý khu đô thị mới Thủ Thiêm. Sau đó, Hai Nhật mời báo chí đi theo đội cưỡng chế giải tỏa nhà xây trái phép ở quận 12 Gò Vấp và phường 15 Tân Bình và cưa nhà vượt tầng trái phép đường Lê Lai, Phạm Ngô Láo, đánh trực tiếp vào trách nhiệm của Phó Chủ tịch Bảy Việt, có bằng tiến sĩ ngoại và giám đốc sở xây dựng là kiến trúc sư Võ Văn Tuấn. Cuối năm 2002, Bảy Việt biết thân biết phận, viết đơn xin thôi giữ chức phó chủ tịch. Võ Văn Tuấn bị cách chức về dạy đại học kiến trúc. Từ ngày 10 tháng 1 năm 2003, Hội đồng Nhân dân thành phố chấp thuận đơn xin thôi giữ chức phó chủ tịch của ông Vũ Hùng Việt, bầu Nguyễn Văn Đua giữ chức phó chủ tịch, phụ trách xây dựng đô thị mà không có bằng chuyên môn. Hai Nhật cũng như Út Dũng, Chủ tịch Củ Chi, không có bằng xây dựng, làm giám đốc sở xây dựng, thay thế kiến trúc sư Tuấn. Sau bảy Việt, tháng 10 năm 2003, Phó Chủ tịch Huỳnh Thị Nhân, không cùng ekip, cũng xin thôi giữ chức Phó Chủ tịch, để ra làm Thứ trưởng Bộ Tài chính. Bà Nhân vào Ủy viên Trung ương, rồi làm Thứ trưởng Lao động Thương binh và Xã hội. Đến ngày 11 tháng 12 năm 2008, Bộ Chính trị điều bà Nhân về giữ chức Phó Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh dù có là ủy viên trung ương bà vẫn phải ngồi chơi xơi nước vì chức phó bí thư thường trực hai nhật đã giao cho ba đua nắm giữ từ ngày 19 tháng 11 năm 2006 bà nhân không cửa vào triều đình hai nhật ngày 12 tháng 11 năm 2010 bộ chính trị điều bà giữ chức phó tránh văn phòng trung ương đảng phụ trách phía nam đến ngày hưu trí sau bà nhân năm 2006 mai quốc bình cũng xin thôi giữ chức phó chủ tịch ra làm phó tổng thanh tra chính phủ rồi cuối cùng Nguyễn Thiện Nhân cũng xin thôi giữ chức Phó Chủ tịch ra làm Bộ trưởng Bộ Giáo dục Đào tạo. Sau 5 năm làm Chủ tịch rồi lên Bí thư Thành ủy, hai Nhật đã thay máu thành công, chỉ còn Nguyễn Thành Tài và lần lượt điền vào chỗ trống cho hợp nghĩa, đưa đệ ruột Nguyễn Văn Đua, Nguyễn Hữu Tín, Nguyễn Thị Hồng, Nguyễn Trung Tin lên thay. Đặc biệt, hai Nhật ba lượt giới thiệu hai đệ ruột là Ba Đua, Tư Huy vào Ủy viên Trung ương, nhưng đều bị Đại hội cho trượt và chuối. Nhớ lại, Trung tâm Thương mại Quốc tế ITC cháy vào trưa ngày 29 tháng 10 năm 2002, kế bên trụ sở 2 nhật 86 Lê Thánh Tôn, nhưng phải đến 3 giờ chiều Hai nhật mới sai đệ ruột là Tư Huy ra chỉ huy dập lửa. Tài xế xe Tư Huy chạy tấp vô lề ngang hông sinh ra long, quẹt xe sau làm bung cảng sau xe phòng cháy chữa cháy. Tư Huy đi bộ tới ngã tư thì bà Trương Thị Ánh, chủ tịch quận 1, cùng ban bệ quận 1 Lê Tấn Bửu, đội trưởng phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy cùng với ban ngành vây quanh Tư Huy, bắt tay chứng minh sự hiện diện của mình. Tư Huy biết cái mẹ gì mà chỉ đạo, rốt cuộc 60 người chết, có 10 người cháy đen không nhận dạng được. Tư Huy chỉ đạo một việc duy nhất là cho phép quàng mời quan tài không nhận diện được tại nhà tang lễ Lê Quý Đôn cho đến khi có kết quả thử nghiệm ADN và được chôn ở nghĩa trang thành phố Linh Trung. Lúc đó, nhà tang lễ xây sắp xong, chưa cất băng khánh thành nhờ Tư Huy mở hàng, nhà tang lễ làm ăn rất phát đạt. Năm 2002 kết thúc tang thương, nên Hai Nhật đưa ra chủ đề cho năm 2003 là Trật tự kỷ cương, văn minh đô thị, xin Hội đồng Nhân dân thành phố biểu quyết. Chúc mừng bốn cựu phó chủ tịch bị loại khỏi triều đình Hai Nhật. Tái bút, anh Bảy Việt đã trắng, tóc bạch kim giống như Tây, nghe đồn trước khi mất chức, anh đi Nhật, có ra tiệm hớt tóc, lim sim ngủ, thở hớt tóc khỏi nhuộm đen không, anh không biết tiếng Nhật vô tình gật đầu. Chừng thức dậy thì thấy đầu đen thui, phe hai nhiệt đồn nhuộm tóc là điểm xấu. Không biết năm tín tư huy bị bắt có phải là do điểm hai nhật sót như cha chết hay không?